Cũng bị hôi vì chạy nhảy quá nhiều, mặc dù mới tắm hôm trước thôi mà hôm sau đã thấy bốc mùi khó chịu, mà tắm lại ngay cũng không được vì cún chỉ lên tắm 2 lần một tuần thôi. Vấn đề này chắc là không chỉ mình tôi đang gặp phải mà nhiều con fan nuôi chó cũng đang đau đầu, không biết là làm cách nào để cho mùi hôi của chó được xử lý triệt để. Mách cho các bạn một sản phẩm khử mùi cơ thể của chó mèo vô cùng hiệu quả mà tôi cũng chỉ mới biết tới gần đây thôi. Sản phẩm có thành phần chính là nano bạc với cơ chế là tiêu diệt tận gốc những vi khuẩn gây mùi đang tồn tại trên da và lông của chó mèo. Chính vì thế nên khi xịt lên người của cún nhà mình thấy là mọi mùi hôi gần như là biến mất hoàn toàn và không bị hôi lại. Với những bạn cún mà tuyến hôi hoạt động quá mạnh mẽ thì chai này đúng thật là bảo bối. Còn đối với mình thì chai này sẽ là một phương thuốc cứu cánh hữu hiệu cho những lúc mà mình quá bận không có thời gian để tắm cho chó. Chỉ cần xịt một ngày 2 lần, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối, mình cảm thấy chó nhà mình vừa thơm tho vừa sạch sẽ. Thật sự là tự tin hơn hẳn khi mà ôm hôn hoặc là cưng nựng chúng nó. Trước khi mua sản phẩm thì mình cũng đã tìm hiểu rất là kỹ bảng thành phần và mình thấy là các thành phần trong sản phẩm rất lành tính nên là yên tâm hơn hẳn khi mà chó với mèo thường có tập tính là liếm lông. Ngoài ra những bạn cún nào mà đang có những vết nấm trên da thì có thể xịt trực tiếp sản phẩm vào vết nấm đó sẽ giúp hỗ trợ các vết nấm và vết thương trên da nhanh lành hơn đấy ạ.